Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách đăng hình lên trên Facebook đúng chuẩn và chuyên nghiệp thì mình sẽ có tạo rất nhiều mốc cớp và cái thông số mình ghi sẵn thì bạn thân anh hỏi là muốn làm bốn em đăng ghép lại như vậy thì nhiều bạn cứ nghĩ là đây thiết kế rồi chia bốn ra cái này không phải ngay khi mình đăng lên Facebook như thế này mình phải biết kích thước và cách thiết kế như thế nào để đúng chuẩn thì ở đây mình tạo rất nhiều mốc cớp và các kiểu đăng ví dụ là đăng hai hình dọc này hai hình ngang này hai ô vuông này ba hình dọc ba hình này đó thì rất nhiều thì như bài này chẳng hạn thì bạn xem bài này người ta quảng cáo này không phải người ta thiết kế một hình vuông như thế này rồi người ta sẽ thiết kế và người ta chia ra đây tiếp theo đó người ta đăng nguyên tầm hình này lên cái đó không phải ngay mà ở đây người ta có 1, 2, 3, 4 bốn hình và người ta muốn định dạng theo kiểu đăng này khi mình nhìn vào mình thấy tổng thể bốn cái nội dung mình có thể đọc được nhưng mà mình muốn phóng to nội dung nào mình có thể kích vào hình ảnh đó thì mình phóng to lên chứ không phải đây là một cái hình nha đây là có bốn hình nhưng mà mình có hai cách xem cách xem tổng thể và cách xem chi tiết từng hình thì để mình chứng cho điều này mình cho anh em xem một up mình làm và mình đăng lên facebook thì đây là facebook của mình thì mình đăng này thì đấy mình cho bằng kích thước 448 x 900 đó Ví dụ như thầy mình có thể nhìn tổng thể, nhưng mà mình kích một bên này. Đó, thì nó hiển thị hình này lớn lên. Rồi đây hai hình nằm dọc. Đây hai hình nằm ngang. Mình kích vào này, đó, thì mình thấy lớn lên này. nhưng cái này thì dễ, những quan trọng ở dưới này này. Ở bên này, 589. Bên này, 900, 900, 900. Thì ví dụ mình xem phân vái này, này, mình kích vào. Thì nó phòng phân vái này lên cho mình không phải là bạn thiết kế một hình vuông như thế này rồi bạn lấy màu trắng mình che lại như thế này không phải ngay đó ở dưới này khá chuyên nghiệp ngay cái này mình làm nguyên cả bộ chiều và giờ mới làm hướng dẫn cho anh em được đây là bốn hình và có bộ khúc như thế này đây là ba hình ba hình ba hình theo cho ngang cho dọc đó đây là bốn hình cân bài này này thì quá dễ rồi như bài thiên án yêu cầu này, đúng không? Đó Bài này Đây, thì vậy hình này này 1, 2, 3, 4, đúng không? Thì mình sẽ làm một cục và kích thước như thế này 900 x 600 Lên 3 Đó. Ví dụ mình xem cái tay này, mình kích vào Chứ không phải là Người ta làm một cái hình nguyên nha Đó, và ở đây mình đã có một cấp sẵn Ví dụ 3 hình này Bạn chú ý nghe, đây một hình này, hai hình, ba hình. Cái này không phải đơn giản. Bạn thấy này, ở đây 900 900. Nhưng ở đây 448 nhân 900. Nó có đặc biệt ở chỗ này này. Bạn thấy nghe, ở đây cái thước là 448 nhân cho 900 này. 900 nhân 900 này. 900 nhân 900 ngay chính xác luôn nghe. Đó. 448 đến 900 Thì tất cả hình này á, là mình làm đúng chuẩn luôn Giờ mình nói tóm gọn lại Ở đây mình đã có một cái hình Mình cắt ra và mình đăng lên Facebook rồi Ở đây mình đã có ba hình Mình chưa đăng Và mình cắt ra Thì đây là file Photoshop File Mockup Thì bạn chỉ việc thay hình Và bạn xuất ra Thì bạn có hình đúng theo tiêu chuẩn của Facebook Lý do hôm nay mình làm cái thước này quá lâu và mình không kịp làm hướng dẫn cho anh em cách làm nó như thế nào. Thì bạn nào biết làm rồi thì bạn có thể xem cái thước ở đây. Mình lượt nhà cho anh em. Anh em có thể dừng lại và ghi nha. Còn bạn nào không biết làm một sử dụng liền thì mình có thể chia sẻ những cái file mockup này mình đã làm sẵn. Bạn chỉ cần thay thế hình của bạn vào là xong. Cái này mình làm khá lâu. Thì bạn muốn nhận được file này. Bạn chỉ việc đăng ký kênh. Bấm chuông ủng hộ mình. Mình sẽ gửi cho anh em sử dụng. Thì mình cũng muốn là kênh mình phát triển hơn. Nhiều người biết đến hơn. Thì anh em đừng tiếp một nút đăng ký. Và bấm chuông để nhận những video mới. Còn bạn nào muốn nhận không mà không ủng hộ nhau á, thì có thể là mình không gửi cho bạn. Thì bạn có thể tự làm. Bạn nào làm không được thì bạn chờ video sau. Mình sẽ hướng dẫn anh em làm cụ thể. Rồi nếu thấy video này hay thì nhớ đăng ký kênh, like, share, comment ủng hộ mình. Xin cảm ơn anh em.